Một nam bệnh nhân 86 tuổi, sống ở đặc khu kinh tế Thẩm Quyến, Trung Quốc đại lục, đã bị phát hiện nhiễm virus cúm gia cầm H9N2 sau khi bị ốm và phải đến một bệnh viện ở Hồng Kông điều trị với các triệu chứng cảm lạnh, ho và cổ họng có đờm, sốt nhẹ. Được biết, trước đó trường hợp này không ăn thịt gia cầm hoặc tiếp xúc với gia cầm sống hay tiếp xúc với những người bị nhiễm cúm gia cầm. Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định trở lại. Trường hợp nhiễm cúm virus H9N2 nói trên được phát hiện trong bối cảnh các chủng virus cúm gia cầm khác như H7N9 và H10N8 đang xuất hiện ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông với tần suất thường xuyên hơn. Do vậy, các chuyên gia cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy nguy cơ cao về sự đột biến của virus cúm gia cầm. Số liệu thống kê cho thấy, kể từ năm 1998 đến nay, ở khu vực miền Nam Trung Quốc đã phát hiện một vài trường hợp rải rác nhiễm virus H9N2. Tại Hồng Kông đã có 7 trường hợp được ghi nhận kể từ năm 1999, trong đó trường hợp gần nhất là năm 2009. Toàn bộ những trường hợp này đều hồi phục. Theo các chuyên gia, chủng virus H9N2 thường gây ra sự lây nhiễm nhẹ và virus này không dễ lây sang người, đồng thời cũng không có bằng chứng về sự lây nhiễm từ người sang người. Tuy nhiên, chủng virus H9N2 có thể nguy hiểm đối với người già và những người có hệ thống miễn dịch kém.